Hôm nay em đến đây để bàn chuyện với chị, chứ không phải gặp anh đâu mà chị giận. Chị cứ nghe em nói. Nếu nghe không lọt tai, chị không cần đuổi, em cũng đi. Nói gì nói đại đi, không tôi lại nổi máu lên bây giờ. Em nói thật với chị, sau hôm có chút rượu vào, em vô tình làm chị buồn. Em vô cùng đau khổ. Chị tình nghĩa với em như vậy, đời nào em lại dám giật chồng của chị. Cô còn nói chuyện đó nữa, tôi sẽ tống cổ ra khỏi cửa ngay bây giờ. Chị không thích, em xin lỗi chị vậy. Bây giờ em đi vào chuyện chính. Thời gian vừa rồi, ông già em nằm ở bệnh viện. Em thường xuyên qua lại, nên quen với bà Nha, thường chăm sóc chồng ở gần phòng ba em. Khi nào? Chắc chị không biết. Hai ông bà này đều quyền hành lớn. Lúc đầu cũng do anh Hùng Mổ, sau đó có chuyện trục trặc. Tôi biết vợ chồng bà ấy rồi. Họ toàn nói xấu chồng tôi chứ gì. Cô định đưa chuyện đó để làm quà thì trễ rồi. Cô nói với bà ta, có điều xấu điều rau chồng tôi gấp 10 lần đi nữa cũng chẳng làm quái gì nữa đấy. Chuyện rêu rao nói xấu em nói đến làm gì? Do thân với bà ta lại quý. Em biết chị và anh Hùng nên có ướm lời hòa giải. Thấy miệng bà ta nói căng, nhưng nếu mình biết điều, bà ấy có thể bỏ qua. Họ là cái thớ gì mà chồng tôi có làm sai đâu mà biết điều với họ. Tôi còn lại gì vụ này. Nếu họ nuốt chửng được chồng tôi, họ đã nuốt từ lâu rồi. Nhưng họ có quyền có chức, lại toàn quen lớn ở sở và bộ y tế. Nuốt không được, họ vẫn nuôi thù. Mình khó mà thăng tiến lắm chị ơi. Vậy ý cô định thế nào? Chị ngồi đi. Về chuyện này, anh Hùng sẽ không phải mất một chút gì suy nghĩ. Nhưng chị phải đi với em. Rồi làm như tình cờ, em giới thiệu chị làm quen với họ, với chính bà Nha trước. Đàn bà với nhau bao giờ cũng hiểu được chơi nhanh hơn. Chị tin em đi. Vậy còn ông Nha thì sao? Ông rất kín đáo. Có trời biết được ông đang nghĩ gì trong đầu. Nhưng điều đó không quan trọng. Chỗ yếu của đàn ông chính là những người phụ nữ bên họ. Mẹ này, vợ này, bồ này, con gái này. Chỉ cần chọn một trong những lỗ khóa đó thì cánh cửa pháo đài nào cũng mở được. Cũng như cô chọn tôi để cấm chìa khóa mở cửa lòng của ông Hùng chứ gì. Vợ con với con Kim về rồi đó. Có được không? Thời buổi này lúc hoạn nạn khó khăn mới biết được ai tốt ai xấu. Đi hơn chục nhà, họ hàng, chị em bạn thân, toàn những người lúc khó khăn mình đều giúp đỡ tận tình. Nay có hạn, đến nhờ cậy nhà nào cũng lắc. Nhà có khách hả? Dạ, cô Hoa tới. Hoa mới tới đâu. Sao mặt cô hớn hở vậy? Em bỏ qua chuyện cũ rồi. Hôm đó có tí rượu vào nên nó mất khô. Còn em, hôm đó cũng nóng. Lại là cô chứ không phải tôi dính vào đâu nghe. Biết rồi. Anh có Hoàng cũng Hoàng Thị Mậu. Mà nè, anh gặp ông Thanh có chuyện gì không? Hoàn cảnh cậu Tường xấu hơn mình tưởng. Tiền nhà mình nợ cậu ấy. Nếu mà có trám vô cũng như muối bỏ biển. Mấy nơi Hùng vốn làm ăn mà dở nợ, chắc cậu ấy phải ra tòa. Đúng là họa vô đơn chí. Anh gặp cậu Hùng sao rồi? Ra đây, tôi muốn nói chuyện riêng với cô. Ông Thanh hỏi vay 12 triệu để cho cậu Tường huy động vốn làm ăn gì đó. Ngần ấy tiền có phải là ít đâu. Cho sếp mượn tiền rắc rối lắm. Thu nhập bên đó toàn thiếu trên hụt dưới, biết bao giờ mới trả. Thời buổi này cho vay tiền không lấy lời là ngu, mà lấy lời thì mang tiếng lắm. Sao anh không nói là mình không có? Sếp hỏi vay mà từ chối còn ngu hơn. Cậu ấy đồng ý cho vay đủ số tiền mà mình đã cầu tường. Trời vẫn còn thương mình, toàn chịu ngược đời. Người xưa nay mình vẫn cho là xấu, lại biết xử tốt. Ngay như cô Oanh, con tí nị ăn cơm nhà mình, mòn chén mòn muỗng. Vậy mà tối qua em hỏi vay, cũng từ chối thẳng. Ai dám nghĩ cậu Hùng tử tế hơn. Chị của em định kiến như vậy, chứ anh trước sau như một vẫn đánh giá cậu Hùng sống rất có tình. Chào anh chị. Chào thầy cô. À, cô chú ngồi chơi. Mời ngồi. Kìa mà, cô chú Hùng đến chơi nè con. Con chào cô chú. Con xuống bếp pha giùm má ấm trà nha. Dạ. Vừa rồi anh Hùng về có nói anh chị muốn đỡ cho anh Tường đang gặp khó khăn. Tụi em bàn với nhau. Người khác thì không nói, chứ anh chị đây tình nghĩa còn hơn ruột thịt. Nếu như không có anh dạy dỗ, đỡ đầu, thì anh Hùng đâu có ngày hôm nay. Nên anh chị kêu một tiếng, dù không có, tụi em cũng phải lo giúp. Nhưng nay, tụi em có một ít, hiện chưa cần dùng tới. Đúng 12 triệu nha chị. Tấm lòng cô chú đối với anh chị lúc này thật quý giá quá. Nói, coi kìa. Mấy thằng cha hải quan trong vụ Trần Đàm này tệ hại quá. Bọn này việc gì mà phải xử, cứ mang ra mà bắn hết. Hải quan dính đến hàng hóa thị trường, sinh tật thì còn hiểu được, chứ ở bệnh viện là nơi chỉ chứa toàn lương tâm tình người, cũng sinh tật là chuyện không sao hiểu nổi. Vụ ngón chân của ông đưa ra tòa, thằng cha bác sĩ Hùng có mà tù mọt gông. Chị kêu kia anh Hùng. Cô đi đâu thế? Bí mật. Chị đến thăm ba em mà. Anh Hùng, sao anh không xưng với chị là anh em? Xưng cô tôi cứ như đang giận nhau. Em hỏi anh Hùng, sao anh phải khó chịu? Cô cậu vẫn xưng hô anh em cũng đâu có thuận hòa. Tôi xưng cô tôi vì ngày xưa là bạn học, quen miệng rồi nên bây giờ khó sửa. Vừa lòng chưa bác sĩ thực tập. Nè, cô nói là chính, tôi chỉ đóng vai phụ thôi nha. Chị cứ tin em là dân con buôn, đồng hành với kinh tế thị trường. Nhìn sai người, em phá sản từ lâu. Cứ vào. À. Dạ chào chị. Ừ. Chào anh. Ừ. Trời ơi, trong hôm nay thần sắc của anh tươi tỉnh quá à. Nhờ người chỉ, em có mua được mấy hộp thuốc tăng lực của Mỹ chánh hiệu và một ít sâm Triều Tiên ngàn năm của Tử Già. À. Không mấy khi gặp được của hiếm, em mua thêm qua biếu anh bồi dưỡng. Ôi trời ơi, làm gì bày vẽ làm chi cho hao tiền tốn của vậy không biết nữa. Chị đã nói vậy bao nhiêu lần rồi, đã quen biết nhau thì phải lấy tình nghĩa làm gốc. Ừ. Chứ quà cáp thì như mưa có lúc thôi. Em câu nệ làm gì? Không lẽ mỗi lần em qua đây thăm anh, em không có quà rồi chị không tiếp à? Đây là chị Kiều, chị nuôi em. Nghe em kể về uy tín và tình nghĩa của anh chị Kiều rất mến mộ và muốn đến thăm anh chị. Qua đây như là em gái của chị, em cũng vậy thôi. Mà nè, sao chị thấy em quen quen á? Hình như có gặp ở đâu rồi thì phải á. Chẳng giấu gì anh chị Kiều là vợ của bác sĩ Hùng ở bệnh viện. À, Em kể về chuyện đụng chạm của bác sĩ Hùng với anh chị ở đây. Chị Kiều rất ngạc nhiên. Chị nói không biết ở bệnh viện đụng chạm ra sao, chứ về nhà anh Hùng luôn kể về anh chị với sự mến mộ và kính trọng. Chẳng lẽ anh ta là người hai mặt? Bà cứ để cô ấy nói hết đã. Bây giờ hai em cùng chị qua phòng khách nói chuyện. Anh qua sau. Dạ. Xin mời. Mời. Anh Hùng ảnh có kể sâu sót ở trong bệnh viện. Vì tế nhị trong nội bộ, ảnh thành người đứng mũi chịu sào. Rồi việc tự ái, nặng lời với anh chị cũng bắt buộc phải đóng kịch, hút lỗi về mình để bảo vệ uy tín cho người khác. Vốn quen sống trung thực, về nhà ảnh cũng bực bội, đau khổ mấy tuần liền. Chị Kiều thương chồng, cũng mất ăn mất ngủ theo. Lúc em dở lẽ ra, em mới khuyên chị mạnh dạn tới thăm chị. Không lý gì hai bên anh chị đều là người tốt của em, lại không thể rộng lượng, thông cảm được với nhau. Thưa anh chị, anh Hùng em có tài, nên việc tự cao tự đại đôi khi cũng có. Nhưng làm việc ăn lương nhà nước, vuốt mặt cũng phải nể mũi. Anh Hùng có kêu máy cũng thừa sáng suốt biết anh chị là ai. Dạy gì mà vuốt râu hùm. Cứ vậy mà suy ra, anh chị sẽ biết sự thật. Chứ em không dám nói hơn. Em nói thế, 10 phần, anh chị cũng hiểu được 7-8 phần. Anh chị tuy xa cách về học vấn, nhưng cũng hiểu và rất trọng trí thức. Em cảm ơn vì anh chị đã hiểu được chúng em. Tuy nhiên dù thế nào, để anh chị phiền lòng cũng là có lỗi. Em xin thay mặt anh Hùng, chân thành xin lỗi anh chị. Nếu anh chị bằng lòng tha thứ cho chúng em cũng mong được anh chị xem em như hoa đây. Món quà này lúc đầu sợ anh chị bị bất ngờ, em nói là của em, thực ra là của chị Kiều em. Chị muốn bày tỏ tấm lòng với anh chị. Chị Kiều làm ở bệnh viện là nguồn vô tận của các loại thuốc bổ đó anh à. Em đã nói như vậy thì chị cũng phải nói lại để cho các em hiểu tấm lòng của chị. Chúng tôi, một nhóm bệnh nhân ngoại khoa đã ra viện thời gian gần đây, rất phẫn nộ tố cáo với ông việc bác sĩ Oanh giấu mặt tổ chức một đường dây, trong đó có y tá Bình. Mỗi lần khám chữa bệnh hàng ngày đều công khai đòi hỏi chúng tôi bồi dưỡng. Nếu không được đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ, họ không nói gì. Nhưng ngay lần khám sau, chúng tôi bị bác sĩ Oanh cắt thuốc hoặc cho loại thuốc kém chất lượng, rồi tìm cách cho xuất viện sớm. Đối với bệnh nhân điều trị theo chế độ bảo hiểm, không sơ múi gì được. Thái độ đối xử phân biệt của y bác sĩ trong đường dây sách nhiễu bệnh nhân của bác sĩ Oanh càng thể hiện rõ rệt. Sợ dĩ ra viện rồi, chúng tôi mới dám lên tiếng, vì sợ thân phận mình còn nằm trong bệnh viện, sẽ không tránh khỏi bị trả thù. Thêm nữa, chuyện chúng tôi dù sao cũng đã qua, nhiều bệnh nhân khác vẫn còn ở lại, nhiều lượt bệnh nhân khác sẽ còn vào viện. Chúng tôi tha thiết yêu cầu ông kịp thời chấn chỉnh để giữ uy tín của bệnh viện và trách nhiệm đối với bệnh nhân, đúng với lời dạy của bác Hồ, lương y kim từ mẫu. Kính chào, nhóm 24 bệnh nhân có thương tâm. Chị đi đâu vậy? Bác sĩ Thanh gọi lên phòng, không biết có chuyện gì. Hôm nay ngày đẹp, chị gặp hên, chứ không có chuyện xui đâu. Bình. Dạ, gì vậy anh? Chưa chắc chuyện tốt đâu. Sau khi gặp, có chuyện gì em cho anh biết. Em cũng linh cảm chuyện không hay. Dù có chuyện gì, em cũng phải bình tĩnh. Dạ, em cảm ơn anh. Mời vào. Dạ thưa bác sĩ. Chào cô. Ngồi tự nhiên đi. Dạ. Thời gian vừa qua, cô là một trong số ít y tá được lãnh đạo khoa, đồng nghiệp, dư luận bệnh nhân đánh giá tốt, rất tận tụy trong công việc. Dạ thưa bác sĩ, em cũng chỉ hoàn thành nhiệm vụ dưới sự lãnh đạo của bác sĩ thôi à. Tôi rất quý sự khiêm tốn của cô, nhưng tôi mời cô lên gặp vì chuyện quan trọng khác. Vừa qua, ban giám đốc đưa xuống cho khoa ta một chỉ tiêu đào tạo bác sĩ hệ tập trung 5 năm từ các y tá, y sĩ có thành tích trong công tác, có phẩm chất đạo đức tốt. Khoa đưa lên danh sách 4 người, nhưng ban giám đốc chọn cô. Chúc mừng cô. Thưa, em rất cảm ơn ban giám đốc và bác sĩ. Bản thân em cũng rất mong có cơ hội được đi học thêm để nâng cao trình độ. Nhưng hoàn cảnh gia đình em hiện nay rất khó khăn. Một mình em đi làm, phải nuôi mẹ già và mấy đứa em còn đi học. Cô thế là giỏi cả việc bệnh viện lẫn việc nhà. Chứ nhà tôi, hai vợ chồng đi làm, nuôi có mẹ già và một đứa con mà sức bớt sang bên. Thường có ít phải tính theo ít. Ngoài giờ học, ba đứa em phải kiếm thêm việc làm phụ thêm. Đứa Út hằng ngày phải đi bán vé số. Thôi nha, dù sao quyết định cũng đã có rồi. Học là cho tương lai, có cơ hội mà bỏ qua không biết chừng nào mới có lại. Bắt đầu từ ngày hôm nay, cô có thể nghỉ để lên phòng tổ chức lo giấy tờ làm thủ tục đi học. Thưa bác sĩ, thật sự hoàn cảnh gia đình em hiện nay rất căng, nên trong thời gian này em không thể đi học được. Xin bác sĩ thông cảm. Tôi rất thông cảm. Nhưng khi đã có tờ quyết định này thì quyền giải quyết thuộc về giám đốc. Có gì khiếu nại thắc mắc, cô lên gặp bà giám đốc nhé. Ai ở đây cũng phải ra viện. Lát nữa chú Thắng đưa xe đến đón mẹ con mình rồi đưa đến trường Tre Xanh. Con sẽ ăn ở và học nội trú tại đó. Hàng tuần mẹ và em tí nị, có thể cả chú Thắng sẽ tới thăm con. Tiền học và ăn ở của con trên đó mẹ đã đóng hết rồi. Con chỉ an tâm học thật tốt để mẹ và tí nị cùng mừng cho con. Được bác sĩ quan tâm mà mặt cứ bị xịt qua, vậy là không qua đâu con. Xin chào, sẵn sàng chưa cô bé? Chú Thắng đến rồi. Thôi, đứng dậy chào các bác, các cô chú để đi đi con. Thôi mà, ngoan, nghe lời mẹ nha. Nín đi con, mẹ thương. Bác sĩ nói, cháu có nghe thấy không? Bé. Chuyện gì vậy? Quyết định đi học. Tưởng chuyện gì, được đi học là tốt, sao lại khóc? Anh làm cái gì vậy? Nếu đi học là tốt, người ta đã không khóc. Vì sao? Vì đó là chuyện riêng của người ta. Để xem mình có cách biệt được với người khác suốt đời không? Tôi đã nói với chị rồi, mình là trứng thì làm sao chọi với đá được. Chị không đứng ngoài chuyện này đâu. Chuyện này là chuyện gì? Chị này lạ quá. Tôi cũng thấp cổ bé họng như chị, chứ có hơn gì chị đâu mà chị nói vậy. Em ra đây, anh hỏi chuyện này đã. Sự thật đã xảy ra chuyện gì? Chuyện gì đã xảy ra với chị? Em biết anh Hùng quan hệ bất chính với cô Qua, con gái bệnh nhân Thủ. Đó là chuyện của ông ta, em dính vô làm gì? Nhưng anh ấy hứa với em, em ráng chịu đựng một thời gian, anh ấy sẽ bỏ vợ đi lấy em. Anh hiểu rồi. Nếu sự thật đúng như vậy, phải đấu tranh đến cùng. Nhưng chị đã bị làm sao chưa? Thôi đừng khóc nữa, để rồi tính. Anh chị cứ an tâm, đây là trường tốt nhất dành cho các cháu có hoàn cảnh như em bé. Tôi cũng tin như vậy. Anh biết em rất buồn, nhưng anh tin dần dần em sẽ thấy chúng ta quyết định đúng. Em đã làm tất cả vì anh. Anh có ý kiến gì về những thư tố cáo này? Về mặt pháp lý, loại thư ghi nhóm người viết chung chung hoặc ghi người viết không có địa chỉ đều là thư nặc danh, không có gì đáng phải quan tâm. Anh có nghĩ rằng phải có lửa mới có khói? Về vật lý là như thế, nhưng đời sống con người trong thời buổi này nhiều khi muốn hại nhau, không có lửa mà khói vẫn tuôn mù mịt. Tôi hoàn toàn tin tưởng ở bác sĩ Oanh. Chuyện tổ chức đường dây thu tiền bồi dưỡng của bệnh nhân rồi chia nhau, tôi cho là bịa đặt, vu cáo. Nếu chúng tôi yêu cầu sở bồi dưỡng đưa bác sĩ Oanh vào diện đề bạt đội ngũ lãnh đạo kế thừa, anh sẽ ủng hộ? Riêng chuyện đó thì không. Cô ấy còn rất non và thiếu bản lĩnh. Tại sao chị và anh Đông không nghĩ đến bác sĩ Hùng? Anh cũng đã biết, bác sĩ Hùng có khá nhiều tai tiếng. Tổ chức sở không ủng hộ. Dù mổ cho ông Nha, sau đó vụ tố cáo của bà Nha vẫn còn sờ sờ. Khoa tôi, nếu bác sĩ Hùng không được đề bạt, thì không còn ai xứng đáng hơn anh ta. Mời vào. Yeah. Chào bà, chào ông. Xin lỗi. Yeah, chào ân nhân. Xin chào. Chào bác sĩ. Chào bà. Xin chào. Chào anh. Có chuyện gì vậy ông? Đây là bà vợ và con trai lớn của tôi, mới từ Mỹ về. Chào. Bất ngờ quá phải không? Mấy hôm trước được điện vợ tôi báo sẽ về, tôi mừng quá, cùng bà muội qua nhà ân dân báo tin. Nhưng bác sĩ không có nhà. Hôm nay bà về, tôi phải đưa đến chào bác sĩ ngay. Nhưng có khó khăn gì mà bà và các con để mất liên lạc cả chục năm nay? Khổ quá, lúc gia đình đi, ông còn ở thành phố. Hai bên còn liên lạc được. Sau đó nghe người ta nói ngoài Bắc, rồi Quảng Đông có thầy thuốc giỏi. Ông biệt luôn ngoài đó 5-6 năm. Trong khi gia đình chúng tôi ở bên Mỹ làm ăn không hợp, chuyển hết bang này bang kia. Thư điện thoại hoài về thành phố, không có hồi âm. Một thằng con về hãng Việt Nam tìm, mấy người biết, nói chắc ổng mất ở ngoài Quảng Đông rồi. Nào ngờ... chúc mừng ông bà. Đúng là không ngờ. Ân dân à, vợ con tôi về rồi, tôi không còn bị túng nữa. Tôi muốn bác sĩ nói bệnh viện cho tôi thanh toán hết viện phí lần trước và lần này. Cả hai lần đều xong rồi, ông bận tâm làm gì? Bác sĩ nghe tôi nói hết đã. Dạ, xin ông bà lại đây. Đây là ông Hán, bệnh nhân mà anh chị đã biết tên nhưng chưa biết mặt. Còn đây là bà Hán và con trai của ông vừa từ Mỹ trở về. Đây là bác sĩ Kim Loan, giám đốc. Chào bà. Đây là bác sĩ Đông, phó giám đốc bệnh viện. Chào ông. Chuyện viện phí, ông nói với bà giám đốc. Thưa bà, thưa ông, tôi tưởng tôi chết rồi. Nghe người ta đồn tôi đến liều bệnh viện chứ không hy vọng gì. Không ngờ ở đây gặp quý nhân, được bác sĩ Thanh chữa hết bệnh, lại được bệnh viện giảm viện phí. Ơn này tôi sống để bụng, chết mang theo. Giờ trời thương, cho gặp lại vợ con, qua cơn bỉ cực, tôi xin hoàn trả lại hết tất cả các khoản viện phí từ trước tới nay. Còn con trai tôi, biết ơn bệnh viện cứu sống tôi, nó muốn tặng cho bệnh viện một khoản tiền tình nghĩa. Lần này về nước, tôi muốn góp cho một quỹ xã hội 100.000 đô la. Nay gặp cha tôi ở đây, tôi xin tặng khoản tiền đó cho quý bệnh viện. Hôm nay là bữa ăn thân mật, chúc anh Nha khỏi bệnh, sắp ra viện. Vừa mừng sự thông cảm giữa bác sĩ Hùng và anh chị Nha. Chúc sức khỏe. Khi đã là thân hữu của nhau, không cần phải giữ ý tứ. Đề nghị anh Hùng nói hết sự cố vụ mổ để anh chị Nha hiểu rõ thêm sự thật nghiệt ngã mà anh Hùng phải đóng vai Lê Lai cứu Chúa. Em nói gì chị không hiểu? Chuyện này để người trong cuộc kể tiện hơn. Anh Hùng kể đi. Chuyện cũ đã qua rồi, lại được anh chị rộng lượng thông cảm. Xin miễn cho tôi phải nhắc lại. Đã tình nghĩa với nhau rồi chứ đừng ngại. Càng hiểu hơn về chú, tiếng nói của anh đối với tổ chức sở có trọng lượng lắm. Anh Hùng nhà em á, bề ngoài ai cũng tưởng là năm ăn năm thua, nhưng bên trong thì toàn là chuyện chịu thiệt thòi, hy sinh cho người khác. Anh chị, chú cứ nói, anh cũng muốn nghe hai tay về thực trạng của ngành y tế.